Bản tin sáng 11 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 607 ca mắc COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi chiếm nhiều nhất với 443 ca bệnh. 607 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố vào sáng 11 tháng 7, gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang, 606 ca ghi nhận trong nước, trong đó 434 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, gồm thành phố Hồ Chí Minh 443 ca, Tiền Giang 46 ca, Vĩnh Long 43 ca, Bình Dương 39 ca, Hậu Giang 9 ca, Bến Tre 7 ca, An Giang 7 ca, Phú Yên 4 ca, Bắc Ninh 3 ca, Bình Phước 2 ca, Cà Mau 1 ca, Quảng Nam 1 ca, Bạc Liêu 1 ca. Tính đến 6 giờ sáng 11 tháng 7, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 28.470 ca mắc COVID-19, gồm 26.553 ca ghi nhận trong nước và 1.917 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 24.983 ca bệnh, trong đó 6.430 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tính đến 16 giờ ngày 10 tháng 7, Việt Nam đã tiêm tổng cộng 4.040.783 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó số người được tiêm đủ 2 mũi là 271.409 người. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.